Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cậu bạn thân mến, trên giấy trắng mực đen thể hiện Việt Nam không có một đồng minh quân sự nào chính thức. Tuy nhiên, một phương diện nào đó thì Lào hiện nay có thể được xem là một đồng minh quân sự của nước ta. Tờ The Diplomat là một tạp chí quốc tế hàng đầu về các vấn đề thời sự của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gần đây đã có một bài viết phân tích về mối quan hệ liên minh Việt-Lào để làm cơ sở so sánh quan hệ Việt-Mỹ. Để không mất thời gian thêm nữa, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết này. Trang The Diplomat đã viết như sau: Việt Nam có đồng minh quân sự không? Chính sách quốc phòng nổi tiếng mang tên 30 của nước này nói rằng không, tức là không liên minh quân sự, không đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không dựa vào bất kỳ quốc gia nào để chống lại các quốc gia khác. Thật vậy, kể từ khi tranh kết thúc, Việt Nam đã áp dụng một chính sách ngoại giao đa phương, cố gắng cải thiện quan hệ với các cường quốc và tham gia vào các thể chế đa phương, đồng thời tránh ký kết các hiệp ước liên minh quân sự kiểu chiến tranh lạnh để nhằm tránh bị bỏ rơi. Trong khi các học giả chú ý nhiều đến sườn phía đông của Việt Nam là Biển Đông, thì nhiều người quên rằng sườn phía tây của Việt Nam cũng là chìa khóa cho an ninh quốc gia của họ. Đây là nơi có đồng minh quân sự duy nhất của Việt Nam kể từ khi sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Việt Nam đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Lào vào năm 1977, tức là trong cùng thời kỳ ký với Liên Xô hiệp ước hữu nghị và hợp tác năm 1978. Hiệp ước của Việt Nam với Lào đến nay vẫn còn hiệu lực và được kỷ niệm lần thứ 35 vào năm 2012. Ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã mô tả hiệp ước này là một hiệp ước phòng thủ. 3 năm sau, Bộ Quốc phòng Việt Nam gọi hiệp ước này là hiệp ước phòng thủ chung. Sự tồn tại của đồng minh quân sự duy nhất của Việt Nam mâu thuẫn với lập luận rằng Việt Nam sẽ không tham gia vào liên minh quân sự nào bởi vì họ muốn bảo toàn sự trung lập theo chính sách 30. Do đó, điều quan trọng cần mổ xẻ là tại sao liên minh Việt Nam, Lào vẫn tồn tại khi kết thúc chiến tranh lạnh và vẫn tiếp tục quan trọng cho đến ngày hôm nay. Quan hệ chủ nghĩa cộng sản giữa Việt Nam và Lào bắt đầu từ những năm chiến tranh Việt Nam, khi miền Bắc Việt Nam hỗ trợ Pathet Lào trong các cuộc đấu tranh vũ trang chống lại Vương quốc Lào. Đổi lại, Pathet Lào cung cấp cho Bắc Việt Nam quyền đi trên lãnh thổ của họ để vận chuyển lực lượng và phương tiện chi viện thông qua đường mòn Hồ Chí Minh vào miền Nam. Chiến thắng của Pathet Lào trong cuộc nội chiến của Lào có được là nhờ một phần lớn sự trợ giúp của miền Bắc Việt Nam. Hai nước đã phát triển ngày càng thân thiết hơn sau năm 1975 và Việt Nam đã giúp Lào xây dựng chính quyền cũng như trợ giúp kinh tế. Hiệp ước phòng thủ này do vậy có lợi ích cho cả hai bên. Với Lào, nước này vẫn phải đấu tranh với lực lượng người Hát Mông do CIA huấn luyện và được Trung Quốc hậu thuẫn, cũng như các nhóm nổi dậy khác. Đối với Việt Nam, Hà Nội cần bảo đảm sườn phía Tây bằng cách có sự ủng hộ của Lào trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc căng thẳng, bất chấp thực tế là hiệp ước này không bao gồm các điều khoản nào chỉ rõ về một liên minh quân sự, nhưng điều 2 của nó nhấn mạnh rằng cả hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường khả năng quốc phòng để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Hiệp ước này ban đầu có hiệu lực trong 25 năm, từ năm 1977 đến năm 2002 và sẽ tự động gia hạn 10 năm, trừ khi một trong hai bên bày tỏ ý kiến muốn kết thúc hiệp ước này bằng văn bản một năm trước thời hạn kết thúc. Mặc dù hai nước không mô tả hiệp ước này là một hiệp ước phòng thủ tại thời điểm đó, nhưng nó đã mở đường cho Việt Nam đóng khoảng 40.000 đến 60.000 quân trên đất Lào để giúp bảo vệ chính phủ Pathet Lào còn non trẻ và đối trọng là ảnh hưởng của Trung Quốc ở phía Bắc Lào. Theo lời Tổng Bí thư Việt Nam khi đó là Lê Duẩn, thì hiệp ước này thể hiện rằng hai nước sẽ gắn bó với nhau mãi mãi trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa cộng sản và quốc phòng. Hiệp ước này đã đặt Lào hoàn toàn vào cái bóng của Việt Nam, cho phép Hà Nội yêu cầu Lào cắt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc cuối thập niên 1970, dù cho việc này gây hại cho lợi ích quốc gia của Lào. Vien Chan cũng công nhận chính phủ Han Sang mà Việt Nam đã xây dựng ở Campuchia sau khi lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ năm 1979. Trong thời gian gần đây hơn, hiệp ước này tiếp tục trở thành trụ cột của mối quan hệ Việt-Lào. Hợp tác phòng thủ chung đã giảm theo điều khoản của hiệp ước. Hà Nội cũng đã giúp Lào xây dựng lực lượng nòng cốt của đảng và cung cấp cho Lào quyền truy cập ra Biển Đông trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2009 tổ chức tại Lào. Việt Nam thậm chí gửi các đơn vị đến giúp Lào tổ chức thành công sự kiện này. Nhiều người Việt Nam gọi Lào là nước anh em và cư dân mạng Việt Nam thường dùng cái tên thân mật là Đông Lào để chỉ Việt Nam. Lực lượng an ninh của Việt Nam đã giúp Lào duy trì ổn định nội địa trong nhiều dịp, nổi tiếng như các vụ khủng bố tấn công Vien Chan vào năm 2000 hay các vụ phiến loạn vào năm 2003. Quan trọng là Việt Nam đã xem liên minh với Lào là một thành công trong việc ngăn chặn các mối đe dọa từ nơi khởi phát ở biên giới phía Tây và bảo vệ đất nước từ xa. Hà Nội gọi hiệp ước này là hiệp ước phòng thủ chung vào năm 2015. Đây là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của liên minh này đối với an ninh của Việt Nam trong 40 năm qua. Vậy điều gì đã làm nên thành công của liên minh này? Có hai yếu tố chính có thể giải thích mối quan hệ liên minh Việt
Lào trong thế giới hậu chiến tranh lạnh, đó là sự chia sẻ lợi ích an ninh và các giá trị chính trị chung. Hà Nội coi Vientiane không chỉ đơn giản là một đối tác an ninh, mà còn là một đồng chí thân thiết. Hiệp ước này đã nhấn mạnh rõ ràng rằng, liên minh này đặt trên nền tảng tinh thần quốc tế vô sản và Marxist-Lenin với mục tiêu đóng góp vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự chia sẻ các giá trị hệ tư tưởng có xu hướng liên kết các đồng minh với nhau, vì người ta dễ tin bên kia sẽ không làm xói mòn trật tự chính trị của mình. Những lòng tin hệ tư tưởng đó thậm chí còn quan trọng hơn cho cả Việt Nam và Lào sau sự tan rã của khối Xô Viết. Do vậy, việc hai nước khẳng định mối quan hệ giữa hai đảng, hai quân đội là rất tự nhiên. Nhân tố hệ tư tưởng cũng là đặc điểm quan trọng mà mối quan hệ Việt-Mỹ không có. Dù Washington và Hà Nội chia sẻ các lợi ích an ninh ở Biển Đông, nhưng hai nước lại đi theo những giá trị chính trị khác nhau. Việc chính quyền Hoa Kỳ lặp đi lặp lại những chỉ trích đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt mối quan hệ Việt-Mỹ vào thế bất lợi. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh về một hội nghị thượng đỉnh các nền dân chủ giữa các đồng minh của Mỹ có thể gây ra sự xa lánh và kích thích mối nghi ngờ lâu dài của Hà Nội về các thế lực thù địch đang kích động một cuộc cách mạng màu. Mặc dù rõ ràng là Việt Nam không muốn trở thành đồng minh quân sự của Hoa Kỳ vì lo ngại gây ra những rắc rối không cần thiết với Trung Quốc, nhưng cũng có một phần là sự khác biệt trong các giá trị chính trị, đóng vai trò trong việc tạo ra thuận lợi cho lòng tin lẫn nhau bên ngoài các lợi ích an ninh chung. Việc nghiên cứu trường hợp liên minh Việt-Lào cho thấy, Việt Nam chỉ mở cửa để thiết lập liên minh quân sự trong trường hợp họ được đảm bảo rằng một liên minh như vậy sẽ không làm xói mòn quyền lực chính trị nội địa. Sự ngoại lệ cho chính sách 3 không có thể chỉ là một nước chia sẻ lợi ích an ninh và giá trị hệ tư tưởng với Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là bài báo viết về mối quan hệ khăng khít Việt-Lào, mối quan hệ mà tác giả cho rằng có thể gọi là một liên minh quân sự, dù cho giấy trắng mực đen không có tên như vậy. Đối với Việt Nam, do địa hình dài và hẹp, chúng ta thiếu chiều sâu phòng ngự chiến lược, nên chúng ta bắt buộc phải tìm mọi cách để bảo đảm không có gì bất trắc ở sườn phía Tây của mình. Ngược lại, chúng ta có cửa ngõ ra biển gần nhất để giúp Lào hội nhập và phát triển. Hiện nay Trung Quốc đang đầu tư rất mạnh vào Lào và Campuchia, theo sáng kiến vành đai và con đường. Nhưng các dự án đường xá của họ làm chỉ giúp kết nối Lào với các vùng nội địa của Trung Quốc mà không giải quyết được bài toán hội nhập ra đường biển như năm trước là mua xe tăng từ Nga cũng là bốc lên từ cảng biển của Việt Nam. Qua đó mà cho thấy, quyền truy cập cảng biển mà Việt Nam cung cấp cho Lào vẫn có giá trị quan trọng đối với sự phát triển của Lào. Như vậy, có thể nói rằng, đối với hai nước hữu nghị hợp tác là con đường đúng duy nhất để đảm bảo một tương lai thịnh vượng cho cả hai dân tộc. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.